Nếu từng nói đội hình không có The God mới là đội hình chính thức của HQ Esports. Vậy tại sao khi mình mới rời đi thì HQ cũng bay màu, tiếc ghê. Bay màu, nhưng mà là màu áo mới. Còn lúc đi AG, 4 năm mới lên chuyên nghiệp cơ mà. Nói chuyện xưa làm cái gì, giờ làm đối thủ mới biết ai hơn ai chứ. Đối thủ của SE là những người xứng tầm cơ. Còn lúc đi AG thì kết quả đã quá rõ ràng rồi. Thôi, nóng nảy như bạn thì không hết. Thua bao lần rồi chưa chừa. Thất bại đâu, gánh bạn còn một địch BFL cơ mà. Vâng con, anh ta chưa thể hiện được gì quá nhiều trong đội hình của SQ. SQ đang gặp một áp lực quá lớn. Ngay lập tức phía bên ngoài kia Zurai cũng đã ngã. Neo cố gắng gánh tim, Neo đang xoát ra những quả lựu đạn hiệu quả của mình. Bạn con tim thì ghê rồi, mỗi tội chả ai nghe. Nếu không ai nghe thì tim đã tan rã lâu rồi. Chứ làm gì có chuyện một mình bạn đi như thế. Thằng ma bắn sạc, quá gần nhìn lú cái đầu thì chứ. Em đợt rồi. Bắn không trúng như nào luôn.